Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi NoBot Stop Device Found, có nghĩa là không thấy đường dẫn để khởi động máy lên. Việc này lỗi này xảy ra khi bạn tiến hành cài đặt Win lại lần thứ hai, hay là trong quá trình các bạn cài Win vào phần BIOS của máy thì các bạn cài đặt một số thay đổi dẫn đến việc máy tính không thấy đường dẫn để khởi động. Thì video này sẽ giúp các bạn sửa lỗi này. Hiện tại mình đang làm trên cái máy laptop Dell, thì lúc mà hiện lỗi cái lỗi này thì máy tính của các bạn sẽ yêu cầu các bạn tắt máy, thì các bạn cũng tắt máy lên, tắt máy nó. Thì các bạn sẽ thực hiện là nhấn nút nguồn ở đây và nhấn vào cái phím nóng để vào phần BIOS của máy. Ở đây laptop Dell, loại Dell này sẽ là phím F12 để vào phần cài đặt BIOS. Còn với các hãng laptop khác hay là máy bàn thì các bạn cũng truy cập vào Google thì tra cái phím nóng của nó để vào phần BIOS. Thì việc nhấn phím nóng thì các bạn khi mà các bạn nhấn nút nguồn lên thì các bạn nhấn luôn phím nóng nhấp liên tục để cho nó vào phần BIOS, không là nó sẽ hiện lên cái phần thông báo lúc này. Đây là mình sẽ bật nguồn lên và mình nhấn phím F12 liên tục để vào phần BIOS của máy. Lúc này sẽ lên hiện lên chữ Dell của hãng và các bạn sẽ nhấn nó liên tục. Hiện tại nó đang bị lơ các bạn này, mình sẽ yến lại lần nữa. Đấy, bây giờ là đã sẽ được các bạn. Khi nào có dòng thông báo vào phần BIOS của máy thì các bạn mới vào phần BIOS của máy được. Đây, ở đây sẽ có mục Lazy Boot và Other Option. Thì các bạn nhấn vào mục Change Boot More Setting ở cái mục hàng cuối cùng đó các bạn. Change Boot More Setting. Các bạn nhấn vào, chọn vào hàng cuối cùng, nhấn vào Enter. Ở đây sẽ có mục đầu tiên là Lazy Boot More Sure Boot Up, và hàng số 2 là UEFI Boot Mode Secure Boot On. Thì việc cái mục số 1 là cái hàng này đang bị tắt thì các bạn sẽ phải bật nó lên, bật lên chế độ on thì nó mới vào máy tính, mới nhận được cái phần đường dẫn, mới khởi động được các bạn. Vì cái phần BIOS này là cái đường dẫn mà khi ở phần BIOS cài đặt đó, nó sẽ chọn ở mục trong mục Legacy này hoặc là UEFI này. Thì các bạn sẽ chọn hàng đầu tiên. Nếu mà đây đang chế độ off thì các bạn nhấn vào Enter. Lúc này nó sẽ hỏi là các bạn có chắc chắn thay đổi, bạn muốn có muốn thay đổi thì các bạn nhấn vào Yes. Thì nó sẽ hiện lên một thông báo cuối cùng là bạn có muốn thay đổi, áp dụng thay đổi hay là hủy bỏ. Thì các bạn nhấn vào Apply the change các bạn tiến hành nhấn vào Enter. Lúc này máy tính sẽ khởi động lại. Bây giờ máy tính đã tìm thấy đường dẫn là phần cái mục Lazy. Thì cửa sổ Windows của máy đã xuất hiện.
và cái phần Windows đã chạy các bạn. Để mình thử tắt lại cho các bạn xem, nếu mà mình tắt chế độ off thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ lỗi hiện ra lỗi như vậy các bạn nhé. Mình sẽ reset nó lại. Đấy, mình sẽ tắt cái lúc này đi. Các bạn cũng phải nhấn phím F12 ở đây. Cho mục hiện lên cái phần BIOS của các bạn. Đây, cái mục Other Option này cũng có mục BIOS Setting này. Ở cái mục BIOS Setting này các bạn này. Đây, cái mục mà mình nói hiện tại là đang ở đây. Đây, cái mục BIOS của nó ở đây này các bạn. Đây, nó sẽ mục Boot List Option. Đây là cái mục Boot tùy chọn, các bạn sẽ là chạy Legacy thay vì UEFI. Đấy, các bạn cũng trở lại thoát nó ra. Mình sẽ ấn phím F12. Đấy, mình sẽ tắt cho các bạn xem nó sẽ hiện lên thông báo lỗi như là ban đầu. Đây, cái phần cái đợt mục đầu tiên UEFI Boot Mode Secure đang off thì mình sẽ bật nó lên. Nó sẽ hỏi đấy, các bạn có chấp nhận không? Đấy, chấp nhận thay đổi. Và lúc này nó sẽ bị lỗi như ban đầu là không thấy đường dẫn nha các bạn. Đấy, not bootable device found. Đấy, mình sẽ làm lại cho nó các bạn hiểu thêm về cái phần lỗi này. Lỗi này thì giống như lại mình đã nói thì các bạn thường vào cài đặt Win cho những người mới cài đặt ban đầu, cài Win lại các bạn, những người mới làm thì thường là hay vọc vạch nên thường bị những cái lỗi này. Thì các bạn tiến hành làm như thế này cho mình thì sẽ fix được cái lỗi đây. Các bạn sẽ để cho nó on apply. Đấy, lúc này thấy các bạn thấy nó đã hiện lên màn hình cửa sổ là bắt đầu khởi động cửa sổ Windows. Đấy, như vậy hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cách sửa lỗi không tìm thấy đường dẫn cho Windows khởi động. Thì nếu thấy hay và có ích cho các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ video và kênh của mình, đăng ký kênh giúp mình để mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.